mình sắp biết được rồi. Chắc mắt anh quán gà, vẫn là cái tráp cũ. Tại anh hơi nhạy cảm, quên mất cái chuyện nếu mà cái tráp này bị mở thì với Niêm Phong đã bị rách rồi. Chắc bé Tâm lau chùi nhiều nên nó bóng thôi. Anh hấp tấp quá. Giấy niêm phong á, là chữ của Thủy Nhiên. Giấy lâu quá thì nó phải mục. May mà anh chưa làm rách đó. Đúng là anh hấp tấp thiệt. Thôi, anh mang cái tráp để lại chỗ cũ. Tại sao Mạnh Hùng lại la lên? Phải có cái gì chứ? Không lẽ Quan Phong dám mở cái không thể đâu. Mình tập mười mấy năm mới nhái được chữ ký và chữ viết, làm sao có người thứ hai nhái mà qua mắt được Mạnh Hùng. Vậy chị ra tiệm nha. Dạ. Khi nào anh Lưu Giang tới thì nhắn cho chị nha. Dạ. Chào bà chủ. Xem ra chúng ta có duyên gặp nhau ghê ha. Nhà tôi ở đây, ông lại là khách trọ, gặp tôi là chuyện bình thường. Chỉ là mỗi lần gặp ông lại bận này bận nọ thôi. Hỏi thiệt nha, hôm nay ông rảnh không? Nếu mà rảnh á thì đi tham quan tiệm đá quý của tôi đi. Tôi sẽ hướng dẫn cho ông mua một món quà tặng bạn gái, đã hạ giá luôn. Đang cô đơn nè, chứ có bạn gái nào đâu. Hôm nay tôi cũng có lịch làm việc với người ta, nhưng cố gắng về sớm. Mấy đứa tụi mình có anh thể... Lưu Trân, em thay mặt ba mẹ tới đây báo cho anh biết, cuộc hẹn của các kỹ sư hôm nay đã dời lại rồi. Giờ đây là thời gian rảnh để cho anh có cơ hội thực hiện lời hứa của mình đó. Cơ hội gì? Thì đi đăng ký học lái xe. Anh không nhớ hả? Anh đã nói vậy mà. Ừ, thì anh có nói vậy. Vậy thì còn chờ gì nữa, đi thôi anh. Đi. Nè, được rồi, cứ từ từ anh tự đi. Em lôi kéo, thấy kỳ lắm. Học lái xe thôi mà, làm gì gấp dữ vậy. Gấp chứ sao mà không gấp, đi, đi với em đi. Thiệt tình á, con gái bạo dạn thời nay đâu phải là em chưa gặp. Nhưng mà cái kiểu của cô này á, phải gọi là hổ báo mặt trai. Chị có thấy vậy không? Hai em. Dạ chào anh. Ê, Hùng dưới bà đấy đâu vậy? Có gì đâu. Thì hôm nay tôi tính qua tìm cả ngày, ngồi đợi ông tới để báo cho một tiếng thôi. Thì bà cứ đi đi, báo tôi bằng điện thoại cũng được mà. Ông bà nè, tôi thấy ông Lưu Trần ở ngoài cửa, đi chung với lại người đẹp. Bà có gặp không? Không gặp. Không gặp thì không. Nè, sao ông lo đi kiểm tra nhà nghỉ đi, ngồi đây nhìn tôi chi vậy? Mặt tôi dính lọ hả? Mặt bà không có dính lọ, mà dính ghen. Tôi còn biết nguyên nhân ai chọc gan của bà nữa kìa. Thú thật, ông này nó cũng gan thiệt. Trước mặt bà còn dám cặp kè con gái, mà lại là con gái đẹp. Ông đừng có đoán non đoán già, bỗng thành bà tám rồi hả? Lưu Trần thì Lưu Trần, bày đặt ông nọ ông kia. Ông muốn nói gì thì nói thẳng giùm đi. Cảm ơn. Tình cảm của bà dành cho ông Trần để trong lòng 8 năm nay rồi. Lúc đầu á, ông bỏ quê không về, nhưng bây giờ ông lù lù cũng về rồi. Sao bà không sẵn dịp á mà nói ra hết đi? Để trong bụng lâu quá nó chướng cái bụng bà lên đó nha. Ông nói giỡn hả? Nói là nói gì? Không lẽ đàn bà con gái chạy đục đục trước mặt người ta, nhào vô như con hổ báo vậy hả? Ai là hổ báo? Thôi, không có gì. Nói thiệt bà nha, tới bây giờ tôi vẫn còn tự ái. Nói tới cao to đẹp trai, có khi tôi còn nhỉnh hơn ông Trần.
Mà tại sao cho tôi ra rìa vậy? Bởi vì ông Trần luôn đặt tôi lên hàng đầu, luôn coi tôi là số một, sẵn sàng cứu tôi bất chấp nguy hiểm. Nếu như em không tìm được cái cớ hợp lý, chắc là sẽ không rủ anh được ra đây hóng gió rồi. Anh lúc nào bên ngoài cũng nghiêm túc, lịch sự, nhưng bên trong thì làm cho em tò mò. Anh có thể cho em thấy được con người thật của anh không? Con người thật của anh thì cũng như em nhìn thấy, chẳng có gì đặc biệt. Anh lúc nào cũng đơn giản và nhẹ nhàng thôi. Ba em có ý giới thiệu anh cho chị Thủy Tâm. Anh có biết chuyện này không? Anh thấy chị Thủy Tâm như thế nào? Chị em dễ thương và xinh đẹp. Tính cách thì hồn nhiên và trong sáng. Và rất yêu thiên nhiên, đặc biệt là Hoa. Điều đáng lưu tâm là cô ấy đang sống trong một thế giới riêng, không phải ai cũng hiểu được. Em thấy hình như anh dùng nhiều từ hoa mỹ quá rồi đó. Nói thẳng ra, em thấy chị ấy rất nhạt nhẽo, nhàm chán và lập dị. Thời buổi này á, mà có người sống trên mây như chị á, người ta nói á, là bị bệnh tự kỷ đó. Nhưng quan trọng nhất là anh có thích chị ấy không? Anh và Thủy Tâm gặp nhau còn ít hơn là gặp em. Nhưng lúc đó anh đã nghe chú Hồn kể về cô ấy rất nhiều. Chưa thể nói về chuyện thích hay không thích trong lúc này. Chỉ biết là hiện thời anh rất quý một người như vậy. Vậy tức là anh chưa thích rồi đúng không? Vậy từ đó tới giờ anh đã thích ai chưa? Tiêu chuẩn của mẫu bạn gái anh là gì? Em toàn là đặt những câu hỏi thẳng thắn không vậy? Khoảng 8 năm trước, anh từng thích một cô bạn học chung. Nhưng mà ê, từ đó giờ ông tự nghĩ ra nhiều trò làm vui lòng người ta. Tôi thỉnh giáo ông chút nha. Nếu như mà ông để ý con nhỏ nào đó, ông tặng quà gì để tỏ tình? Để tôi nghĩ coi. Con gái phần đông á đều thích cái gì xinh xinh, đặc biệt á là phải thích cái gì thủ công một chút. Hay là ông tự làm cái gì đi, tụi con gái nó mê ông liền à. Nhưng mà Lưu Giang, Lưu Trần, hai ông kia, tôi báo cho hai ông biết là tụi mình tốt nghiệp loại giỏi rồi đó nha. Trên 8 đó nha. Sao hai ông không nói gì hết trơn vậy? Tụi tôi đang học. Uống nước nữa không? Nhưng mà tụi không được khéo tay. Không sao, khéo tay đâu có quan trọng đâu. Ví dụ vậy nè, ông gói quà cũng được vậy, nhưng phải chăm chút một chút. Vì sao á, bề ngoài á, đừng có ý ẻ quá là được rồi. Nếu là tôi á, tôi sẽ chọn cái món quà nó màu tím. Con gái nó thích cái gì lãng mạn lắm. Không, tôi nghĩ con gái thích màu hồng hơn. Màu nó trẻ trung, lạc quan, sôi nổi. Ông biết vậy em tự làm luôn đi, hỏi tôi chi. À, tại màu tím nó buồn. Cái gì? Ai buồn? Buồn vô gì? Hồi nãy tôi đã nói là hai ông tốt nghiệp loại giỏi rồi mà. Khỏi lo. Ai lo hồi nào? Tụi tôi làm bài, tôi biết đậu cỡ nào mà. Bà là con gái, con lứa gì mà vô duyên dễ sợ. Ngang nhiên nhảy vô họng người ta, leo lên đầu tôi ngoại nè. Ừ, nói đúng rồi đó. Con đó là đại đó. Có nguyên cặp luôn nè, có nam có nữ luôn. Dạ. Con này thì trung. Chị, con nhỏ này bao nhiêu vậy chị? Con đó thì 50.000 thôi em. Cái này nó giá trị là nhờ thủ công của mình đó em à. 50.000 hả chị? Ờ. Dạ, chị chờ em một chút. Dạ. À, con nào nhỏ hơn vậy không chị? À, con nhỏ này chỉ có 20.000 thôi em. Chị lấy cho em con này đi. Dạ, để chị gửi lại.
Ông giống với tôi hả? Ông giống với tôi hả? Vậy là tôi với ông đều thích bà chàng chàng ăn trăng quấn đó đúng không? Ừ, tôi cũng không ngờ cái người mà ông để ý lại là cái người suốt ngày đấu khẩu với ông. Dù là bạn thân, nhưng tôi nói trước nha, tôi không để Thi Thi cho ông đâu. Tôi không nhận Thi Thi cho ông đâu. Vậy bây giờ tôi với ông giải quyết đàn ông đi. Bây giờ mạnh thắng, yếu thua. Ừ, ông đụng tôi trước đi. Ông đụng tôi đi. Ông đụng tôi thử coi. Tôi để vậy đó. Ông đụng tôi đánh ông đó. Đó, đụng mạnh đi. Đó, ông đụng tôi mạnh trước nha. Ông Quýnh hả? Ê, tay lại cho tôi. Giật tay lại. Hai ông muốn thần dịch lộn này làm gì vậy hả? Hai ông nhìn lại hai ông coi có ra thể thống gì không hả? Để trường mà biết được hai ông đánh nhau là sổ học bài hai ông đã chết, có biết không? Xin lỗi, tôi cũng xin lỗi. Tôi cấm hai người đánh nhau. Còn nữa, từ giờ đừng hòng bước chân tới nhà tôi. Tôi đang điên lên đó. Kiếm tiền. Thi Thi, thấy chưa, tại ông đó, tại ông á, tại ông với chị đó. Giờ sao, không giải quyết đâu. Tôi đánh ông miệng máu không kìa. Ghê, ghê. Con mắt ông cũng bầm rồi kìa. Bà biết không, lần đó tôi tưởng là bà giận, nghĩ cho tụi tôi luôn chứ. Lúc đó mới thấy sự quan trọng của bà. Không có bà, tụi tôi học bài luyện thi không có vô. Muốn cầu cứu bà lắm, nhưng mà không dám bén mảng tới gần bà, chứ đừng nói là tới nhà bà chơi. Từ đó tụi tôi ở lì trong phòng luôn. Ông Trần cũng vậy. Ông tưởng tôi sướng lắm hả? Quê gần chết, lúc nào cũng tưởng tượng cả lớp, cả trường, cả làng, cả xóm bàn tán về mình. 7 ngày đó như là 10 năm vậy đó. Bà đưa vốn thân thiết, lúc nào cũng ríu rít với nhau. Vậy mà tự nhiên mỗi đứa một góc vậy đó. Lúc đó tôi ước gì mình chưa bao giờ tặng quà cho bà, để một mình ông Trần tặng tốt hơn. Ông hiền lắm ha. Ông bày đầu cho nên mới có cái trò chọc điên tôi lần thứ hai đó. Ê, cô Trần. Nè, rốt cuộc là hai ông có phải tới đây để xin lỗi tôi không vậy? Xem re vậy? Tính chụp tôi tức chết hả? Mà tôi cũng không có rảnh đi đi dạo, ngắm qua, dạo vườn với hai ông đâu nha. Ê, 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 ê nè. Để tôi nói cho ông cho. Tôi nói cho. Tôi nhường ông nói. Sao từ nãy giờ ông không chịu nói đi? Bây giờ ông mới nói. Tôi nhường ông nói mà. Vậy sao? Tôi có ý kiến. Ông nói trước. Tôi thấy mặt bà hầm hầm, tưởng bà còn giận. Bây giờ bà cho phép tôi nói. Tôi nói nha. Chuyện là như vậy nè. Sau cả tuần suy nghĩ, tôi thấy bà hợp với ông Trần hơn tôi. Tôi nói thiệt đó nha. Mai này bà với ông Trần mà có bầu bịch với nhau, tôi vẫn coi bà là bạn thân. Ba đứa mình vẫn bên cạnh với nhau, không có thấy nhau là né tránh nha. Nè, tôi có ý kiến. Nói. Không phải đâu, tôi thấy hai người hợp hơn á. Trước khi tới đây á, tôi đã chuẩn bị tinh thần là làm bạn thân mãi mãi của hai người rồi. Không đúng phải. Sao ông nói hai lời vậy? Lúc đánh lộn á, ông nói ông không bao giờ nhận Thi Thi cho tôi mà. Bây giờ ông nói như vậy, ông nói là ông thích bà chàng lắm mà. Nè, không. Nè, ông nghe lộn rồi đó. Người Thi Thi á, hợp á là phải ông. Nè, ông từng nói á là ông không kéo thai đúng không? Bữa đó ông dám thức trắng cả đêm để gói quà tặng cho Thi Thi, đủ chứng tỏ là ông đã thích Thi Thi rồi, là đúng ông. Không? Là ông gì? Là ông á. Là ông á. Tôi nói là ông đó. Tôi nói tôi ông nói đó là ông đó. Im hết đi. Hai ông nghe cho kỹ đi. Tôi không phải là trò chơi của hai người nha. Cũng không phải là cái bánh để hai người xô qua đẩy lại như vậy nha. Tại ông. Nghe cho kỹ đi.
Tôi đã có người yêu rồi, tôi không có thích ai trong hai người hết đó. Ê, cô Trừng. Bà có người yêu. Mối tình đầu của anh là như vậy. Thật ra là trước hôm tới nhà của cô ấy, anh đã biết ngày gia đình mình sẽ ra nước ngoài. Dự định nếu không có duyên thì cũng hy vọng tác hợp cho hai người bạn thân. Ai dè ê mặt cả hai đứa. Vậy anh có biết người chị Thi Thi nói là ai không? Biết chứ. Đó là một người anh đã cứu anh và Thi Thi thoát chết năm lớp 11. Khi tụi anh lên lớp 12 thì anh ấy đã tốt nghiệp đi học công an ở xa. Anh và thằng Giang cũng không biết là hai người đã quen nhau lúc nào nữa. Anh không biết thì anh phải hỏi rõ chứ. Nếu như là em á, em tuyệt đối không bao giờ để thắc mắc ở trong lòng. Em phải hỏi cho ra lẽ, vì biết đâu chị ấy diễn cớ để lừa anh, hoặc là nói dối anh thì sao? Thật sự lúc đó tôi suy nghĩ nông cạn và con nít lắm. Tôi muốn cả ba đứa mình phải dành tâm trí để thi đại học cho tốt, sau đó rồi hẳn tính. Nên tôi tạm dẹp suy nghĩ dớ dẫn mồng một của hai ông đi. Tôi đâu có ngờ. Không ngờ ông Lưu Trừng theo gia đình định cư ở nước ngoài mà không hề báo cho tụi mình, đúng không? Cho nên bà không có cơ hội giải thích. Thú nhận hồi đó bà không thích ổng chứ gì. Bà sợ tụi bị sốc rồi thì không tốt, nên bày ra cái ghế khá ngốc. Hồi đó mới có 18, con nít thấy mồ. Tự nhiên vì hai ông con trai cùng tỏ tình, bị nhường qua nhường lại, tất nhiên tôi phải nghĩ cách chữa cháy trước mắt thôi, chứ có biết gì sâu xa chứ. Cũng có dám hỏi ai đâu mà biết cách này cách nọ. Bây giờ nói thiệt, có cơ hội rồi, sao không chịu nói rõ đi? Nó đang ở đây nè, lúc nào cũng có cơ hội gặp mặt. Mà nè, hồi đó nổi tiếng là bà chằn, mà sao giờ thiếu can đảm vậy hả? Nói thì dễ, ông mà thích ai chắc ông sẽ chạy ào tới người đó chắc. À, thì hồi xưa tôi tỏ tình với bà rồi chứ còn gì nữa. Thôi, không nói bà nữa, bỏ tay với bà rồi. Tôi quay lại với công việc đây. Nè, đừng có để phải hổ danh nha. Chính vì vậy mà bây giờ hay là cuộc sống sau này, trên phương diện tình cảm, anh cũng đều phải hết sức thận trọng. Dù có lời giới thiệu nhiệt tình của chú, anh đều xem Thủy Tâm hay là em cũng như bạn bè thôi. Anh nghĩ là tình cảm phải để tự nhiên theo thời gian. Ngọc Diễm muốn là phải được. Anh chờ đó. Anh cho tôi hỏi thăm một chút. Ông muốn hỏi gì? Xin lỗi anh, có biết ai tên Đào Phi hồi trước từng làm mướn ở vùng này không? Không biết, không quen. Mời em đi chỗ khác cho. Anh ơi, tôi không có ý gì xấu đâu mà. Tôi muốn nhờ anh giúp giùm một chuyện. Đã nói là không quen ai hết, cậu mợ tôi bị ép đã bỏ xứ mà đi rồi, vậy mà con khốn đó vẫn chưa hài lòng sao? Đúng, con khốn đó đã hại cậu mợ anh, vậy mà anh giữ trong lòng cho nó chết sao? Trời xui đất khiến là tôi gặp được anh là muốn giúp anh đó. Anh yên tâm đi, tôi hứa không làm hại ai hết. Tôi chỉ muốn nghe anh kể chuyện thôi. Thank you.
đó mẹ con cũng thích bản nhạc này. Chỉ là mẹ con nhớ nốt nhạc kém nên không thuộc hết được. Con lại có năng khiếu thuộc rất nhanh những bản nhạc. Nốt nhạc là những hình ảnh cho nên con rất dễ nhớ ba. Ba nói mẹ muốn con đàn cho mẹ nghe cho nên con đã cố gắng học đàn. Chắc là ở trên trời mẹ luôn nghe được, đúng không ba? Chắc chắn rồi. Bữa nào mình đi thăm mộ mẹ, con nhớ đem đàn cho mẹ nghe. Dạ. Ê Bồi đâu? Dạ. Bồi, mang dạ. Rượu ngon nhất, đồ ăn đặc biệt nhất ra đây cho tao. Dạ. Nhìn gì? Mày tưởng đại gia không đủ tiền trả hả mày? Bò cho mày á, nhanh lên. Dạ. Dạ. Với những thứ mình sưu tầm được, 100 triệu chẳng có đáng. Hồi nãy Ngọc Diễm nó nói với em á, nó chịu đi du học rồi đó anh. Hơn nữa nó còn muốn đi sớm. Ừ, vậy cũng được. Con có thể chuyển trường lấy bằng nước ngoài luôn. Anh sẽ hỏi thủ tục nhập học và nhà ở cho con. Em hỏi xem nó thích đến nước nào nghe. Ừ, dạ em sẽ hỏi. Nhưng mà em nghĩ anh nên ưu tiên cho con tới nước mà anh đang ở. Có người lớn chăm sóc, em sẽ yên tâm hơn. Em à, anh tính là đưa bé Tâm đi cùng luôn. Con bé lớn rồi, phải ra ngoài nhiều, tiếp xúc nhiều, mở mang tầm nhìn. Ừ, không ổn đâu anh. Ngay cả ở nhà, bé Tâm mới còn ít nói chuyện. Em sợ anh dẫn nó qua đất nước xa lạ, nó sẽ bị sốc. Có anh, có Ngọc Diễm, à, còn có cậu Lưu Trần nữa. Ba mẹ cậu ấy bên đó rất thân với anh. Gia đình họ từng nói, nếu các con anh qua đó, họ sẽ giúp anh chăm sóc mấy đứa, và coi như con của họ vậy. Em thấy em vẫn không an tâm. Phải, em nói có lý. Là anh suy nghĩ chưa chu đáo lắm. Anh xuống phòng tự nhiên đọc sách một chút. Em cứ ngủ trước, đừng đợi anh nha. Sao mình lại khác mọi người như vậy? Mình thật vô dụng quá. Biết giờ ghê. Alo, Lưu Giang nghe. Con đây, con tới chuồng gấp đi con. Dạ. Cô có chuyện gì hả sư cô? Mộ của mẹ con mới bị nứt rồi. Dạ, con tới liền. Dạ. Ba. Vậy chứ, sư cô chùa mới gọi. Trận mưa đêm qua lớn quá. Mộ mẹ bị thấm nước, bị nứt rồi kìa. Tới coi mà còn tu sửa kìa. Ơi, nứt thì xây lại. Tiền bạc không thành vấn đề. Mày đi xem mình đi. Để tao ngủ chút coi. Vậy, mẹ của con cũng là vợ của ba mà. Tao đâu quan tâm một chút đi.
đi vậy? Ba. Rồi. Thiệt tình, chưa thấy ở trên đời làm cha mà sợ thằng con muốn chết luôn. Ba đừng có càm ràm nữa. Ba đứng mặt thay đồ nhanh lên đi. Mày ra ngoài đi. Mày đứng đây sao tao thai? Quên, qua ra ngoài đây. Ba nhanh lên á. Tuyên bố chấm dứt quan hệ mới được nửa tháng, mình nhắn tin đòi gặp. Mình chưa chủ động tìm, đã tìm mình trước rồi. Mà sao lạ vậy? Chồng về mà dám nhắn tin cho mình. Hay là nhớ mình quýnh lên rồi. Anh Tám, sáng nay anh không cần tới, khoảng trưa hoặc chiều. Nhưng mà tôi cần xe tôi sẽ gọi sau. Tôi đi đâu là chuyện của tôi. Vậy đi. Mẹ đi đâu vậy mẹ? Mẹ lại đây con nói cho mẹ nghe. Tiền đi du học của con ba tính sao mẹ? Ba đồng ý cho con đi sớm. Ba sẽ lo trường và chỗ ở cho con hết. Ba còn hỏi con muốn đi nước nào. Anh Lưu Trần học ở nhiều nơi, nhưng là Việt Kiều Mỹ. Vậy có phải đi Mỹ chứ? Ngoan. Cuối cùng á, con đã hiểu như thế nào là nắm bắt cơ hội, biết dành cái mình thích rồi, phải không? Nhưng mà ba con muốn Thủy Tâm đi cùng. Chị Thủy Tâm đi cùng con hả? Chị ta đi học trong nước còn không xong, nghĩ sao mà đi học nước ngoài vậy? Mẹ thông báo cho con biết, ba con tỏ rõ ý định muốn Thủy Tâm và con rể tương lai của ông ấy có cơ hội gần nhau ở bên đó nhiều hơn. Phải làm sao để tranh thủ cái lợi, con tự nắm bắt lấy. Thôi, mẹ có hẹn, mẹ phải đi. Dạ. Việc tu sửa mộ, con nhờ sư cô coi ngày giùm con. Mô Phật, sư cô sẽ coi, nhưng gần đây chắc chưa có ngày tốt đâu. Mà sao việc này lẽ ra ba con phải phát tâm chứ? Dạ, sáng nay ba con định tới để viếng chùa, rồi xin ngài nữa. Tự nhiên ông nói có hẹn đột xuất. Đến bây giờ, con vẫn tiếc cho mẹ con. Người hiền hậu như mẹ con, sao lại sai lầm lấy phải ông ấy? Mô Phật, cuộc đời của mỗi con người đều có duyên nghiệp định trước. Tiếc nuối cũng không thay đổi được gì đâu con. Hồi trước, sư cô thấy mẹ con hay tới đây để cầu nguyện cho ông ấy, chứng tỏ mẹ con rất yêu chồng. Như vậy, con với ông ấy có duyên cha con. Nhiều khi cũng bật tới nỗi, con muốn bỏ mặt ổng, dọn ra ngoài, thậm chí là rời khỏi thành phố này. Nhưng ngoài lời trăn trối của mẹ, thật lòng, con cũng không nỡ bỏ một mình. Thấy ổng bị bọn đòi nợ đánh, con thấy đau, rồi lại giúp. Yên tâm khuyên nhủ,
Sư cô tin rằng có ngày ổng sẽ thay đổi. Dạ. Thôi, con không làm phiền sư cô nữa. Con xin phép ra mộ mẹ một lát. Mô Phật. Cảm ơn sư cô. Mẹ, nếu như mẹ còn sống, mẹ sẽ hỏi con chuyện gì? Con biết rồi, con nói cho mẹ nghe đây. Con vẫn khỏe mạnh lắm. Tối về nhà, tới bây giờ con vẫn chưa có bạn gái. Thật ra thì con đang phải lòng một cô bé. Mà mẹ nhìn thấy, bảo đảm mẹ sẽ chịu liền. Cô ấy rất yêu hoa, đặc biệt là hoa hồng. Lần đầu tiên con trai mẹ trồng hoa tặng con gái đó. Có điều cô ấy sống chung nhà với người đàn bà lẳng lơ đó. Con không thể nào kết thân với người nhà của bà ấy, đúng không mẹ? Tự nhiên, em thấy con không? Lần trước đến, con nó mới 18 tuổi. Lần này, con đã sắp 20. Không tới 2 năm, mà con mình đã lớn hẳn ra. Giống em như tạc vậy. Em phải lắng nghe thật kỹ bản nhạc. Nó luôn dành những giây hay nhất tặng mẹ. Em ơi, nghe rất rõ, rất thích. Con gái của chúng ta càng lớn càng xinh đẹp. Anh à, anh nhất định phải bảo bọc cho con, giúp con tìm được tình yêu đẹp giống như chúng ta vậy đó. Anh biết rồi, anh hy vọng tìm chàng trai tốt nhất cho bé. Nhưng những bé tầm dụng đêm quá, nó sống khép kín hơn cả đêm. Tuy là cha con, nhưng anh vẫn cảm thấy nỗi tâm của mình. Có điều anh cho nhiều hơn. Hãy tâm sự với con nhiều hơn nữa. Hãy cố gắng nhiều con hơn. Em không thể ở bên cạnh cho con. Tha lỗi cho em. Con biết không, ngày mẹ sinh ra con là đêm ba sợ hãi nhất trong đời mình. Trời mưa giăng sấm chớp ầm ầm, Đà Lạt vào trong cơn bão dữ dội gấp 10 lần trận mưa đêm qua. Ba chưa ai kể cho con nghe hết. Lúc con chào đời, chuyện gì đã xảy ra vậy ba? Ba không muốn kể. Ba cũng không muốn cho dì Đào Phi thuật lại, vì sợ con buồn. Nhưng ba nghĩ
con lớn chừng này rồi, mọi chuyện liên quan đến mẹ, ba cũng nên cho con biết. Hồi dưới năm còn làm việc cho nhà mình. Đêm đó, mưa gió bão bùng, bà ngoại lại xuống Sài Gòn chơi chưa về. Ba bận việc ở công ty nên về trễ. Trong nhà chỉ còn vú Năm với mẹ con với cái bụng bà bầu. Con uống sữa đi, cho nó ăn. Đại Đức ơi, sao tay con lạnh ngắt vậy? Con sợ quá Dương ơi. Con không biết tình hình anh Hùng bây giờ đã sao nữa. Anh đang bị mắc kẹt ở công ty á. Con đừng có lo lắng quá. Cậu hai ở công ty chứ đâu phải lái xe đi dọc đường đâu mà con sợ. Dù sao ở công ty cũng yên tâm hơn. Con đừng có lo quá như vậy, ảnh hưởng tới em bé trong bụng đó. Uống đi con. Con đừng có gọi điện thoại nữa. Đài á, nó báo là bão. Đường dây điện thoại đã bị cắt đứt rồi, cho nên là không có gọi điện thoại được đâu. Thôi mà, con cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Uống sữa đi con. Dạ. Hồi nãy con cũng nghe anh Hùng nói là bão đang làm sập nhiều nhà kính ở công ty. Bây giờ anh Hùng á, phải ở công ty cùng nhân viên xử lý. Mà tự nhiên đang nói chuyện điện thoại, con nghe một cái đụng. Xong sau đó con không nhận được một tín hiệu đâu. Con lo quá Dũng ơi. Trời ơi, Dũng tin là cậu hai sẽ không có cái gì đâu. Cậu hai một lát sẽ về tới mà. Uống đi con. Dũng, hình như Dũng có nghe tiếng chuông không? Ừ, Dũng cũng có nghe. Anh Hùng về á, Dũng mở cửa đi. Để Dũng đi. Thôi, Dũng ngồi đi, để con mở cửa cho. Nè, cũng đang có bọc từ từ nha con. Nhiên ơi, con có sao không? Nhiên ơi, trời ơi, có ai không? Cứu chùm đi, cứu chùm đi. Chú Năm, sao vậy? Vợ con sao rồi chú Năm? Tự nhiên bị té cầu thang. Bác sĩ nói em bé sanh non. Chú xin lỗi cậu hai và bà chủ. Chú bình tĩnh đi, từ từ nói con nghe. Chú tình hình con biết rồi. Bây giờ con chỉ quan tâm đến tình trạng của vợ con thôi. Tự nhiên bị thương ở cột sống. Bác sĩ đang mổ, cố gắng cứu được hai mẹ con. Cậu hai ơi, chú lo quá à. Tự nhiên nó nghe tiếng chuông cửa, nó tưởng cậu hai về, nó chạy ra nó mở cửa. Chú chạy theo mà không có kịp, cho nên nó mới bị trật chân té. Không phải lỗi của chú đâu, tai nạn bất ngờ thôi chú à. Tự nhiên, con ơi, hai người không được có chuyện gì. Nhất định phải khỏe mạnh để mẹ tròn con vui mới được. Bác sĩ, vợ con tôi sao rồi bác sĩ? Cháu được nuôi trong lòng kính. Lúc đầu tôi không giấu gì gia đình. Chúng tôi nghĩ rất khó giữ bé. Cháu bị ngưng tim, nhưng vì sức sống mạnh mẽ của bé nên bé đã qua khỏi. Con vợ tôi sao bác sĩ? Ý chí sống của người mẹ thật sự rất mạnh mẽ. Tiếc là sau khi té đã làm cho chị bị chấn thương cột sống, dẫn đến bị liệt vĩnh viễn. Vậy thì... Tôi mong anh hãy mạnh mẽ. Chúng tôi cũng nói thêm, sau khi té và lần vừa cạn vừa rồi, sức khỏe và đề kháng của chị rất là yếu. Hãy để ý chăm sóc chị nhiều hơn. Còn về đứa bé, vì có giai đoạn ngưng tim, máu không bơm lên não, tương lai có thể bị di chứng. Hiện tại chúng tôi chưa thể đưa ra dự đoán chính xác, cho nên người nhà phải thường xuyên coi sự phát triển của cháu. Dạ, tôi sẽ hết sức để ý. Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ chúng tôi có thể vào thăm mẹ của bé được không bác sĩ? Được rồi, gia đình cứ vào thăm đi. Thì nó sau khi sinh thủy tâm, bà ấy bị liệt. Có lẽ đây là lý do khi mẹ mới cứu thêm bà được phim.